Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe dở cho em ạ. Lần đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ tổng hợp về giá xe cho mẹ dòng xe Ford. Bên xe Ford là cho có chiếc xe như là chiếc xe bán tải Ford Ranger này, chiếc xe Ford Everest này hay là chiếc xe Ford EcoSport anh em nhé Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe này, tổng lăn bánh này và các chương trình khuyến mại ạ để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em mà muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhá. Để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì làm anh em hãy đăng ký kênh em nhá. Bởi vì kênh xe giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng ăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, em xin phép được đi vào vấn đề chính luôn cho em nhá. Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe bán tải Ford Ranger bản Wildtrak, bản số tự động, bản hai cầu bản cao cấp nhất của dòng xe bán tải Ford Ranger đấy ạ. Với giá niếc của nó đang là 925 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 865 triệu em nhá. Tức là giảm giá cho em là 60 triệu tiền mặt đấy ạ. Lăn máy nhân nội thì đang là 936 triệu, trả góp thì đang là 256 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 925 triệu, trả góp thì đang là 245 triệu em nhá. Tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe bán tải Ford Ranger bản XLT 2 cầu số tự động bản 2 cầu ạ. À. Với giá miết của nó đang là 799 triệu ạ. À. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho với giá đang là 774 triệu, tức là giảm giá cho nó 25 triệu tiền mặt. Ngoài ra sẽ tặng cho anh em thêm là một năm bảo hiểm thân vỏ anh em nhá. Lăn bánh Ấn Độ thì đang là 836 triệu ạ. À. Trả góp thì đang là 228 triệu. Còn là tỉnh thì đang là 826 triệu. Trả góp thì đang là 218 triệu tụi em nhá. Ok tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe bán tải Forranger bản XNS Bản số tự động XNS ạ à, Với giá miết của nó đang là 650 triệu ạ à. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em giá đang là 620 triệu Tức là giảm giá cho là 30 triệu tiền mặt Ngoài ra sẽ tặng cho em thêm là 10 triệu phụ kiện cho em nhé Lát bánh nhân hộ cho đang là 671 triệu Trả góp thì đang là 184 triệu nhá Còn là tỉnh thì đang là 663 triệu Trả góp thì đang là 176 triệu ạ à. Ok tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe bán tải Ford Ranger bản XLS bản số sàn ạ. Với giá miết của nó đang là 630 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em mình đang bán cho em với giá đang là 610 triệu ạ, tức là giảm giá cho là 20 triệu tiền mặt và ngoài ra tặng cho em thêm là một năm bảo hiểm thân vỏ nữa em nhá. Lăn máy nội thì đang là 659 triệu, trả góp thì đang là 180 triệu. Còn là tỉnh thì đang là 652 triệu, trả góp thì đang là 173 triệu em nhá. Ok tiếp theo giới thiệu về cho anh em về một chiếc xe bán tải Ranger bản XN số sàn XL bản thấp nhất của dòng xe bán tải Ranger đấy ạ. Với giá miết của nó đang là 616 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 576 triệu, tức là giảm giá cho là 40 triệu tiền mặt, ngoài ra sẽ tặng cho em thêm là 10 triệu phụ kiện em nhá. Lăn bánh nhân nội thì đang là 624 triệu, trả góp thì đang là 172 triệu. Còn là tỉnh thì đang là 617 triệu trả góp thì đang là 165 triệu em nhá. Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Ford Everest bản Titanium bản 2 cầu Nó cũng bản bản cao cấp nhất của dòng xe Ford Everest đấy ạ Với giá miết của nó đang là 1 tỷ 399 triệu ạ Hiện tại đại lý chúng em mình đang bán cho em với giá đang là 1 tỷ 309 triệu ạ Tức là giảm giá cho là 90 triệu tiền mặt em nhá Lăn bánh nồi cho đang là 1 tỷ 499 triệu ạ Trả góp thì đang là 467 triệu còn là tỉnh thì đang là 1 tỷ 453 triệu Trả góp thì đang là 421 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 471 triệu Trả góp thì đang là 439 triệu em nhé Tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Ford Everest bản Titanium Bản một cầu ạ Với giá miết của nó đang là 1 tỷ 181 triệu ạ Nó cũng là giá tính thuế cho em đấy ạ Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 1 tỷ 096 triệu Tức là giảm giá cho em là 85 triệu tiền mặt em nhé Ngoài ra thì chiếc xe này em sẽ tặng cho em là một bộ phim cánh nhiệt này, trải sàn da này. Lăn bánh Ấn cho đang là 1 tỷ 260 triệu, trả góp thì đang là 395 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 218 triệu, trả góp thì đang là 354 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 236 triệu, trả góp thì đang là 372 triệu em nhé. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Ford Red, bản sport là bản thấp nhất của dòng xe Ford Everest ạ với giá miết của nó đang là 1 tỷ 112 triệu ạ hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 1 tỷ 052 triệu em nhá tức là giảm giá cho em là 60 triệu tiền mặt ngoài ra sẽ tặng cho em là 15 triệu phụ kiện em nhá vậy thì chiếc xe Ford Everest bản sport này lăn bánh nội giờ đang là 1 tỷ 207 triệu trả góp thì đang là 378 triệu ạ còn ở tỉnh thì đang là 1 tỷ 167 triệu, trả góp thì đang là 338 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 1 tỷ 185 triệu, trả góp thì đang là 355 triệu em nhá. Đầu tiên giới thiệu cho em về một chiếc xe Ford EcoSport bản Boss, nó bản cao cấp nhất của dòng xe Ford EcoSport đấy ạ. Với giá niết của nó đang là 681 triệu ạ. Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em giá đang là 621 triệu nhá. Tức là giảm giá cho em là 60 triệu tiền mặt đấy ạ. Và ngoài ra sẽ tặng cho anh em thêm là một năm bảo hiểm thân vỏ nữa ạ. Lăn bánh nồi thì đang là 725 triệu. Trả góp thì đang là 229 triệu nhá. Còn là tỉnh thì đang là 694 triệu. Trả góp thì đang là 197 triệu ạ. Còn là thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 712 triệu. Trả góp thì đang là 215 triệu em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xa Ford EcoSport bản Titanium. Đây là phiên bản này là phiên bản mà được rất nhiều khách hàng lựa chọn nhiều nhất ạ. Với giá miết của nó đang là 646 triệu ạ Hiện tại đại lý chúng em mình đang bán cho em với giá đang là 580 triệu em nhá Ngoài ra sẽ tặng cho em thêm là một năm bảo hiểm thân vỏ nữa đi ạ Lăn bánh nhân nội thì đang là 680 triệu ạ Trả góp thì đang là 216 triệu ạ Còn ở tỉnh thì đang là 649 triệu Trả góp thì đang là 185 triệu ạ Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đi đang là 667 triệu Trả góp thì đang là 203 triệu em nhá Tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe Ford EcoSport bản trend Nó bản thấp nhất của dòng xe Ford EcoSport đấy ạ Với giá miết của nó đang là à, 603 triệu ạ Nó là giá tính thuế cho em đấy ạ Hiện tại đại lý chúng em thì đang bán cho em với giá đang là 543 triệu nha Tức là giảm giá cho em là 60 triệu tiền mặt Ngoài ra sẽ tặng cho em anh em thêm là một năm bảo hiểm thân vỏ nữa đấy ạ Lăn bánh nội thì đang là 638 triệu ạ Trả góp thì đang là 203 triệu nhá Còn là tỉnh thì đang là 608 triệu Trả góp thì đang là 173 triệu còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 626 triệu, trả góp thì đang là 192 triệu em nhá.